Và xin chào mừng bạn quay lại với một video mới của mình. Và trong video này mình sẽ chỉ cho bạn cách để bạn lấy nhạc miễn phí trên YouTube về để làm video. Bởi vì là bản quyền trên YouTube hiện nay nó rất là căng. Nếu như mà bạn lấy nhạc á, mà có bản quyền từ người khác á, thì rất là nguy hiểm ha. Có thể là kênh của bạn sẽ bị xóa sổ bất cứ lúc nào, hoặc là ăn gậy vân vân. Thì ở đây sẽ có một cái chương trình mà YouTube nó sẽ hỗ trợ cho mình cái việc mà lấy nhạc không bản quyền, tức là nhạc miễn phí từ YouTube luôn, và họ cung cấp cho mình đó. Nếu như bạn để ý thì bạn sẽ lấy được, còn nếu như mà bạn chưa có biết lấy ở đâu đó, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn bằng cách lấy nha. Thì đầu tiên thì bạn có một kênh YouTube đó, và bạn vào cái phần ở đây, bạn sẽ chọn là Greek Studio, bấm vào đây. Mình sẽ đợi một xíu ha, cho nó load. Rồi, tiếp theo thì ở đây nó sẽ có một số cái mục như là trang tổng quan, rồi xu hướng này kia vân vân. Thì bạn để ý ở chỗ mà ở dưới đây nè, gần cuối á, ở có một cái chữ chữ tạo á, và nó có một cái máy quay phim ở đây á, bạn bấm vào đây ha. Thì ở đây thì nó sẽ cho mình rất là nhiều những cái âm thanh ha, nhạc nè, rất là nhiều luôn, và hiệu ứng âm thanh ở đây đó, hoàn toàn miễn phí, và mình có quyền sử dụng ở đây đấy, và mình không có lo gì về vấn đề bản quyền. Và bây giờ mình sẽ cho bạn nghe thử một số cái âm thanh ha, ví dụ như là tiếng vũ khí nè. Bây giờ mình sẽ bật cái lo lớn hơn một xíu ha, rồi lo hết ga luôn à. Bây giờ mình sẽ bấm vào ở đây, ví dụ như là giao thông nè, đó tiếng kèn ha, hoặc là những âm thanh kinh dị nè. Đây, và bạn thấy một số cái YouTuber mà họ làm những cái âm thanh á, thì đa số họ lấy từ đây, mình nói là đa số nha. Có một số thì họ lấy từ cái nguồn khác thì mình không biết là lấy ở đâu. Ở đây ví dụ như là âm thanh báo thức nè. Đó. Nha, rất là nhiều. Ví dụ như âm thanh của người ngoài hành tinh nè. Đấy. Nghe. Đó. Những âm thanh kinh dị mà mình nghe trên phim á, thì đa số họ cũng lấy từ đây. Đấy, đây là những cái video, những cái âm thanh, hiệu ứng âm thanh mà YouTube họ cung cấp miễn phí cho mình để hỗ trợ cho cái việc mà mình làm video nó ok hơn, sinh động hơn, và mình không có sợ cái việc mà bị dính bản quyền từ những cái kênh khác mà mình lấy, hoặc là mình sẽ lấy một cái âm thanh ở đâu á, thì đôi khi là mình sợ bị dính bản quyền, thì YouTube họ sẽ cung cấp cho mình luôn là những âm thanh này hoàn toàn là không có bản quyền, không sợ bị dính bản quyền. Đó. Rồi cái việc tải xuống thì rất là đơn giản, nó có cái nút tải xuống nè. Một là bạn bấm tải xuống thì nó sẽ mặc định vào cái mục download của bạn. Còn thứ hai á, đây mình sẽ tải xuống cái âm thanh cho bạn demo ha, bấm vào đây em tải xuống nè. Đây này nó tải xuống nè. Đó thì mặc định của nó thì nó sẽ nằm ở ổ đĩa. Ví dụ như ở ổ đĩa D thì mình lưu ở ổ đĩa D. Đây, mở đây ha. Đấy. Rồi nếu như mà cách thứ hai mà bạn muốn cho nó lưu ở một nơi mà bạn mong muốn á, thì nó đơn giản, bạn ghê con chuột vào đây, bạn kích chuột phải và bạn chọn là lưu liên kết thành, và mình chọn ví dụ như mình chọn ở đủ đi D, và mình chọn ở cái mục là YouTube đi, rồi mình save lại. Rồi mình sẽ vào cái trang của mình để mình xem là nó lưu ở đâu nha. Đó, có phải là nó đang lưu ở chỗ YouTube không? Rồi đó là cái phần mà âm thanh mà YouTube nó cung cấp cho mình miễn phí để mình sử dụng những cái hiệu ứng âm thanh. Ví dụ như một số hiệu ứng âm thanh vui nhộn nè. Đấy. Có không? Để mình coi. Tiếng cười nè, chẳng hạn. Không biết tiếng cười hay tiếng gên, nó nghe nó kỳ quá. Ở đây. À, tiếng cười ha. Đây là tiếng khóc nè. Tiếng người chứ, xin lỗi, không phải tiếng cười, tiếng người ha. Baby. Đó, tiếng khóc em bé ha, vân vân. Rồi tiếng động cho phim nè. Đó, tiếng môi trường vân vân ha, nó tiếng gà gáy nè. Đấy. Đôi khi là mình lấy tiếng gà gáy ở ngoài sợ dính bản quyền luôn nha. Cái này mình nói đùa nè. Đó, rất là nhiều ha, những cái âm thanh đây. Đó, tác động phim kinh dị nè. Đó, lấy vô tư, thoải mái. Mà không có sợ bị dính bản quyền từ đây. Rồi. Tiếp theo là nó sẽ cung cấp cho mình thêm một cái nữa, đó là nhạc miễn phí, bạn thấy không? Nhạc miễn phí ha. Đấy. Thì ở nhạc miễn phí này nó
đa dạng thể loại và bạn muốn lấy như thế nào cũng được. Ủa sao mà vào nhận miễn phí đây ha. Thì ở đây á, cái mục đầu tiên là bản nhạc, thì nó tổng hợp tất cả những bản nhạc ở đây và bản nhạc yêu thích nè. Đó, này mình chưa có bản nhạc yêu thích ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn thể loại, ví dụ như là nhạc cổ điển, nhạc điển ngành, nhạc đồng quê, vân vân rất là nhiều. Rồi mình sẽ chọn là tâm trạng buồn, êm dịu, lãng mạn. Ví dụ như bạn làm những video về vlog chẳng hạn thì mình sẽ chọn những âm nhạc mà tươi sáng nè. Đó. Rồi về nhạc cụ thì bạn sẽ chọn là những âm nhạc trầm, acoustic, piano, nhạc tổng hợp vân vân. Về thời lượng bạn có thể là chọn những bản nhạc mà có dung lượng là từ 1 cho tới là 1 phút 30, hoặc là 1 phút 30 cho tới 2 phút, hoặc là trên 5 phút nha. Rồi ghi nhận của tác giả là bạn sẽ chọn là không bắt buộc ghi nhận tác giả hoặc là bắt buộc ghi nhận tác giả, cái này là mình nói sao. Rồi bạn hãy là tìm cái bản nhạc bạn mong muốn ở đây đó, nó sẽ ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn nghe thử một bản nhạc ha. Ví dụ như thể loại là mình chọn nhạc nhạc thiếu nhi đi ha, làm những video nhạc thiếu nhi nè. Mình nghe thử nè, sao nó chưa nghe đó, bạn thấy nghe những âm nhạc quen thuộc không? Đó, một số cái kênh mà làm về thiếu nhi á, thì bạn nghe những âm nhạc này rất là quen thuộc. Rồi tại sao nó đây là lại được có cái chữ này, là bạn được miễn phí sử dụng bài hát và kiếm tiền từ video của mình, nhưng bạn phải đưa yếu tố vào sau mô tả, tức là ở dưới mô tả video của bạn á, bạn chỉ việc là copy hết chân cái này, copy tới đây thôi, là copy tới đây đó, rồi bạn chỉ điền cái đoạn này ở dưới cái mô tả video thôi là bạn có thể sử dụng được cái âm thanh này đó. Và một số cái âm thanh thì nó không có ghi nguồn đó, thì bạn để ý ở ở bên góc bên phải này, nó có một số cái biểu tượng có con người này nè, đó là ghi nhận của tác giả. Bạn chỉ cần là copy cái này bạn dán ở dưới thôi là xong ha. Đó, một số cái thì nó không có cần ghi nhận tác giả. Mình có thể là chọn là cái màu sắc của nó, là ví dụ như là vui vẻ đây đó, thì mình sẽ nghe thử ha. Đó, và bạn yên tâm là những âm thanh này bạn không bao giờ sợ bị bản quyền. Còn ở đây thì nó có yêu cầu là ghi nhận của tác giả này với cái bài hát này nè, thì bạn chỉ việc là copy cái đoạn này thôi đó, copy cái đoạn này đó, và bạn dán ở dưới cái mô tả video của bạn là xong đấy. Rồi thì mình sẽ dành ra khoảng chừng 1 tiếng hoặc là 2 tiếng gì đó để mình sưu tầm những cái bản nhạc mà mình yêu thích ở đây và mình lưu về máy của mình để sau này mình tiện cho cái việc mà mình làm video ở đây đó. Cái việc mà bản quyền âm thanh rất là quan trọng. Nếu như bạn nghe một cái bản nhạc nào đó hay và bạn thấy như vậy và bạn chêm vào cái video của bạn thì đôi khi là nó sẽ bị dính bản quyền và rất là xui. Nếu như mà cái bên 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 cung bên mà tạo ra cái video đó họ 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 kiện cái video của bạn, là có thể là video bạn bị ăn gậy nhiều quá thì nó sẽ bị khóa cái tài khoản đó luôn, cho nên thì mình cần lưu ý một xíu về cái bản quyền âm thanh. Rồi, ví dụ như bạn nghe được một cái bản nhạc đã ưng ý thì mình cứ đào về thôi. Ví dụ như mình sẽ nghe đó, hoặc là bạn không thích nhạc thiếu nhi thì bạn sẽ chọn ví dụ như là nhạc đồng quê, nhạc dân gian nè đó. Mình sẽ lấy một cái bản nhạc mình nghe đó. Nè, cái âm thanh cái âm thanh này bạn nếu mà để ý một số cái kênh YouTube mà họ làm về ăn uống du lịch á, thì bạn nghe cái âm thanh này rất là quen thuộc luôn. Một số cái video mà quay về ăn uống á, thì bạn nghe họ họ đa số họ lấy từ đây thôi chứ không lấy từ đâu hết. Bạn nghe cái âm thanh này quen thuộc không? Nó rất là quen thuộc. À, những cái vlog mà họ quay về du lịch đó thì họ sẽ lấy âm thanh từ đây, âm thanh này ha. Đó, đó là cái việc mà mình chỉ cho bạn cách để bạn lấy một cái video, ấy, xin lỗi, lấy một cái âm thanh miễn phí mà do YouTube cung cấp và bạn hoàn toàn không có sợ bản quyền từ đây. Đó, chỉ có một số cái video mà họ cần bạn ghi cái nguồn tác giả thôi, bạn chỉ cần copy cái đoạn đó bạn ghi nguồn là ok là xong. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, ở đây là âm thanh miễn phí, đó, hiệu ứng âm thanh, bạn hãy lấy tại đây miễn phí hết. Thì trước khi
trước khi bắt đầu cho cái việc mà bạn làm video YouTube, kiếm tiền YouTube, thì bạn nên dành ra 1 tiếng hoặc là 2 tiếng để bạn vào đây bạn lọc ra những cái âm thanh như bạn mong muốn, hoặc là những cái nhạc như mà bạn mong muốn ở đây, và bạn lưu về máy và sau này phục vụ cho cái việc mà bạn sáng tạo cái video của mình. Thì thường thường những cái video mà bạn sáng tạo thì bạn nên chèn một xíu cái nhạc nền như vậy á, thì nó sẽ hay hơn, nó nghe nó ok hơn là mình làm một cái video mà nó không có nhạc này kia ha. Đó, đó là xong cái video mà mình có cái phần mà mình chỉ cho bạn cách để bạn có thể là lấy những cái âm thanh và cái hiệu ứng âm thanh từ đây, từ YouTube cung cấp. Nếu như bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nha.